Thưa quý vị, để chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa gây tăng giá bất hợp lý, Sở Công Thương An Giang phối hợp các sở ngành, Ủy ban nhân dân quyền thị xã thành phố và doanh nghiệp đã triển khai kế hoạch bình ổn thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia bình ổn thị trường từ ngày 13 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của người dân trong và ngoài thành phố Châu Đốc, tại siêu thị này đã nhập về số lượng lớn hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường trị giá khoảng 5 tỷ đồng, bao gồm các loại thực phẩm tiêu dùng ngày Tết, quần áo, thời trang. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp, chủ động các phương án giao hàng tận nhà, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân. Qua đó, chung tay cùng ngành chức năng thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. So với mọi năm, hàng hóa năm nay tăng chủ yếu vẫn là hàng thực phẩm tiêu dùng với nhiều mức giá. Nhiều người dân ở các địa phương lân cận như thị xã Tân Châu, thị xã Tịnh Biên, huyện Phú Tân, Châu Phú cũng đến tận siêu thị lựa chọn hàng hóa mua sắm Tết. Qua tham quan thì em thấy là hầu hết các mặt hàng đều có giảm giá. Đây là một cái tín hiệu đáng mừng cho cái khách tiêu dùng, và hàng hóa rất đa dạng, hàng Tết về rất là nhiều, mẫu mã rất là đẹp. Đặc biệt là có hàng hóa các vùng miền Bắc Trung Nam luôn. Đây là cái sự lựa chọn linh hoạt cho người tiêu dùng trong cái dịp Tết này. Để đảm bảo cái năm nay hàng hóa không thiếu hụt và không tăng giá, đảm bảo việc Tết 2024 là hàng hóa vẫn đủ cung cấp cho người tiêu dùng, đảm bảo giá không tăng. Thì hiếu trong năm nay thì cái dòng xu hướng của khách hàng và người tiêu dùng thì họ chuyển hướng là sử dụng các cái mặt hàng là thương hiệu Việt, các cái hàng Việt trong nước. Thì điều đó khẳng định một điều rằng là hàng Việt chúng ta đã được khẳng định được cái chất lượng cũng như là những cái mẫu mã bao bì. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái sản phẩm ô cốp, các đặc sản của tỉnh An Giang trong các cái giỏ quà tặng, để là các cái khách hàng gói quà tặng quà biếu cho các bạn và các khách hàng ở các tỉnh khác. Thì đây cũng là một điều rất là vui mừng đối với cái hàng đặc sản ô cốp và cái đặc sản vùng miền của tỉnh An Giang của chúng ta trong thời gian qua đã khẳng định được vị thế trên thị trường. Còn tại siêu thị của ấp Mát Long Xuyên, hàng hóa phục vụ mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã được bày trí sẵn sàng phục vụ khách hàng. Hàng hóa Tết năm nay đa dạng về chủng loại, mặc dù sức mua sắm của người dân tương đối giảm hơn so với mọi năm. Tuy vậy, kênh bán hàng online, giao tận nhà của siêu thị vẫn nhận được khá nhiều đơn hàng, chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm tươi sống. Đơn vị đã chủ động lên kế hoạch dự trữ nguồn hàng từ rất sớm với hơn 20.000 sản phẩm, với tổng giá trị là khoảng 50 tỷ đồng, bao gồm các mặt hàng như là hàng hóa thiết yếu, hàng đồ dùng, hóa phẩm, rồi các cái loại hàng trái cây thời vụ để trưng Tết, rồi các cái mặt hàng bánh mứt kẹo xá, đa dạng nhiều mẫu mã. Ngoài ra thì đơn vị cũng thực hiện cái chương trình bình ổn giá, đảm bảo cho hàng hóa, những mặt hàng thiết yếu là giá cả luôn ổn định. Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ quan trọng đối với tất cả mọi người. Việc chủ động chuẩn bị nguồn hàng của các doanh nghiệp đã góp phần đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý.